về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Thư xin chào tất cả các con học sinh thân yêu của Việt Sách. Cô rất vui khi được đồng hành cùng với các con trong khóa học tiếng Việt lớp 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Ngày hôm nay chúng ta đang học của bài thứ 2 của chương trình học kỳ 2 lớp 3. Chúng ta sẽ học viết, ôn chữ viết hoa, O, O, Ơ, luyện tập, mở rộng vốn từ với các hiện tượng tự nhiên, câu cảm, câu khiến, viết đoạn văn, kể lại diễn biến hoạt động ngoài trời. Ở phần đầu tiên là phần viết, chúng ta ôn lại chữ viết hoa O, O, Ơ đã được học ở vở luyện viết từ lớp 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau xem lại cách viết O, O, Ơ và chúng ta cùng ứng dụng trong một số từ và một số câu. Các con hãy viết vào vở tên riêng sông Ông Đốc và câu ứng dụng ơn trời mưa nắng phải thì nơi thì bừa cạn nơi thì cày sâu.
Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai là phần luyện từ và câu, mở rộng vốn từ về các hiện tượng tự nhiên, câu cảm, câu khiến. Chúng ta học tập làm văn, viết đoạn văn kể lại diễn biến hoạt động ngoài trời. Đầu tiên chúng ta học phần luyện từ và câu. Các con hãy làm một số bài tập sau đây. 1. Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp. Các từ ngữ đấy là mưa, mát rượi, hạn hán, nóng, nắng, lạnh, gió, bão, nứt nẻ, xối xả, lũ, chó trang vào các nhóm thích hợp. Có hai nhóm, đấy là nhóm từ ngữ chỉ hiện tượng tự nhiên và nhóm từ ngữ chỉ đặc điểm. Ở trên ví dụ, nhóm từ ngữ chỉ hiện tượng tự nhiên có mưa, từ ngữ chỉ đặc điểm là lạnh. Bây giờ chúng ta hãy sắp xếp các từ ngữ ở phía trên vào hai cột của bảng nhé. Chúng ta sẽ tìm được những từ ngữ chỉ hiện tượng tự nhiên như là mưa, gió, nắng, bão, lũ, hạn hán. Những từ ngữ chỉ đặc điểm ví dụ như là nóng, xối xả, mát rượi, lạnh, nứt nẻ, chói chang. Chúng ta cùng chuyển sang bài tập thứ hai, ghép thẻ chữ để gọi tên các loại mưa và gió. Ở đây chúng ta có các loại mưa và gió như là phùn, rào, mùa đông bắc, bóng mây, heo may. Bây giờ chúng ta sẽ ghép các thẻ chữ chứa tiếng mưa với gió, mưa gió với các tiếng ở cột bên cạnh. Nếu từ ngữ nào hợp lý thì đó là từ ngữ ghép đúng. Vậy là chúng ta sẽ cùng với nhau ghép được mưa phùn, mưa rào, mưa bóng mây và gió mùa đông bắc, gió heo may. Cô nghĩ rằng các bạn sẽ trả lời nhanh câu hỏi này. Gió heo may là hiện tượng thời tiết rất điển hình của miền Bắc nước ta. Gió hơi lạnh và khô thường thổi vào mùa thu, còn gió mùa đông bắc là gió rất lạnh xuất hiện vào mùa đông ở miền Bắc và miền Trung. Chúng ta chuyển sang bài tập thứ 3. Bài tập thứ 3 là xếp các câu dưới đây theo vào kiểu câu thích hợp. Chúng ta có những câu sắp mưa rồi, con cất quần áo đi. Trời ơi nóng quá, hãy đội mũ khi ra ngoài trời nắng. Gió thổi mát quá, vậy là chúng ta có 4 câu. Các con hãy sắp xếp các câu vào hai kiểu câu là câu cảm và câu khiến. Chúng ta sẽ cùng với nhau sắp xếp nhé. Sắp mưa rồi, con cất quần áo đi. Đấy là câu khiến. Hãy đội mũ khi ra ngoài trời nắng cũng là câu khiến. Ở cuối câu có dấu chấm than và dùng những từ ngữ như là hãy, đi. Còn câu cảm là trời ơi nóng quá, gió thổi mát quá. Ở cuối câu cảm cũng có dấu chấm than và sử dụng các từ ngữ thể hiện cảm xúc như là từ quá. Câu cảm thì để thể hiện được tình cảm cảm xúc, còn câu khiến thì để yêu cầu đề nghị người khác làm một việc nào đó. Vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong bài tập thứ 3. Chúng ta chuyển sang phần luyện viết đoạn. Viết đoạn văn kể lại diễn biến hoạt động ngoài trời. Các con hãy quan sát bức tranh và nói về nội dung của từng bức tranh. Bức tranh đầu tiên kể về một giờ học vẽ ở ngoài trời của các bạn học sinh. Thầy giáo nhắc các bạn hãy quan sát và chọn cảnh mình thích nhất để vẽ. Ở trong bóng chữ có câu đấy là các em chọn cảnh để vẽ nhé. Tiếp theo, bức tranh thứ hai, nội dung của tranh 2 đấy là bức tranh thứ hai nói về việc các bạn nhỏ đang say mê vẽ tranh dưới một gốc cây. Một bạn nữ đã vẽ xong bức tranh về mặt trời, một bạn nữ khác đang vẽ tranh về bông hoa thắm đỏ. Ở một gốc cây gần đó, một bạn nam cũng đang rất chăm chú với bức vẽ của mình. Ở bức tranh thứ ba, nội dung của bức tranh thứ ba đấy là cả lớp đang vẽ thì bỗng nhiên trời đổ mưa, các bạn vội vàng gọi nhau tìm chỗ trú. Và bức tranh thứ tư, bức tranh của bạn rất đặc biệt vì bạn nào cũng vẽ cảnh vật trong mưa. Bông hoa nở trong mưa, chiếc lá trong mưa và cả chú chim đứng trú mưa ở dưới tán lá. Vậy là ở trong bóng chữ có
bạn nào cũng vẽ cảnh vật trong mưa. Dựa vào sơ đồ ở phía dưới thì các con nói về một hoạt động ngoài trời mà các con được chứng kiến hoặc là được tham gia. Chúng ta có sơ đồ nói về một hoạt động ngoài trời. A. Giới thiệu về hoạt động, trả lời cho các câu hỏi đó là hoạt động gì, hoạt động diễn ra ở đâu, khi nào, những ai tham gia. Thứ hai, chúng ta cần nêu diễn biến của hoạt động. Chúng ta muốn nêu được diễn biến của hoạt động thì chúng ta cũng vẫn phải trả lời các câu hỏi như sau. Việc gì diễn ra đầu tiên, những việc gì diễn ra tiếp theo, hoạt động kết thúc như thế nào. Và cuối cùng thì chúng ta nêu lên nhận xét về hoạt động. Chúng ta có thể viết như sau. Giờ ra chơi sáng nay em đã cùng các bạn chơi nhảy dây. Đó là hoạt động nhảy dây phải không nào? Hoạt động đó diễn ra vào giờ ra chơi và chúng em chơi ở dưới gốc cây bàng. Hai bạn sẽ cầm hai đầu dây để quay. Em sẽ nhảy ở giữa sao cho không dẫm lên dây là được. Sau đó chúng em luân phiên thay đổi để ai cũng được nhảy dây. Cứ thế chúng em chơi vô cùng vui vẻ đến hết giờ ra chơi. Em rất yêu hoạt động này. Về nhà các con hãy tìm đọc bài văn, bài thơ viết về hiện tượng tự nhiên, nắng, mưa, gió. Ví dụ bài Mèo con và hoa nắng. Sáng mọi nhà đi vắng, mình mèo con ở nhà, ngồi bên cây sưởi nắng, bỗng cơn gió lướt qua. Mèo giỏng tai nghe ngóng, có tiếng gì lao xao, ngước nhìn lên cành cao, lá lá xòe tay vẫy. Chợt mèo ta nhìn thấy dưới cây hoa dập dờn, lạ quá chạy đến vườn, hoa chạy lui chạy tới. Ô kìa, hoa đứng lại, mèo vội nhìn lên cây, thì ra gió ngừng thổi, hoa nắng vừa ngủ say. Nguyễn Trọng Hoàn. Về nhà các con hãy tìm đọc những bài thơ tương tự nhé. Chúng ta kết thúc bài 2, ôn chữ viết hoa O, O, Ơ và mở rộng vốn từ về các hiện tượng tự nhiên, câu cảm, câu khiến, viết đoạn văn kể lại diễn biến hoạt động ngoài trời ở đây. Cô hy vọng rằng các con đã nắm rõ được cách viết hoa, viết các chữ viết hoa O, O, Ơ và các ứng dụng của nó. Các con nắm rõ phần kiến thức luyện từ và câu ngày hôm nay. Cô hẹn gặp lại các con trong những bài học về sau. Khóa học viên sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.